Xin chào các bác. Nay thì lái tàu Lê Văn Thắng thì hiện tại đang ở ga Nha Trang. Chiều hôm nay thì đang tập trung làm việc lại với lại các cái bộ phận liên quan tới dịch vụ nhà ga, sửa tàu rồi một số các dịch vụ khác. Thì theo cái tình hình sửa chữa của tàu thì khả năng là đoàn tàu của chúng ta thì chắc là cũng chưa thể chuyển bánh ngay được. Ngày mùng 3 tháng 7 ngày hôm nay thì là thị trường đã có một cái phiên mà chuẩn bị cho một cái chu kỳ gọi là sắp lại ván cho cái chương trình là xóa nháp lại làm lại ván mới. Thì sau cái phiên ngày hôm nay thì xóa nháp làm lại ván như vậy thì chúng ta sẽ phải theo dõi thêm thị trường để biết được xem là tình hình thị trường nó sẽ diễn biến như thế nào. Hiện tại thì lái tàu đang ở cái công viên ngay phía trước của nhà ga Nha Trang. Hiện thì chúng ta đang ở ngay cái tượng đài 23 tháng 10, ngay cái tượng đài 23 tháng 10 trước cửa của nhà ga ga Nha Trang. Thì không ngoài cái dự tính của nhóm tự doanh chứng khoán thì thị trường đã dịch chuyển trong suốt 2 tuần cuối tháng 6 thì theo cái hướng là gọi là phân phối. Thì phiên ngày hôm nay và phiên ngày hôm qua thì đã cho chúng ta thấy được rằng là đang có những cái dấu hiệu của thị trường sẽ bắt đầu chuyển dịch theo cái hướng gọi là thử máy để tiếp tục cái hành trình hướng về 850. Nhưng mà trước khi là đoàn tàu xuất phát thì phải có một vài tuần, khả năng là theo dự báo thì khoảng 2 tuần để tàu dịch chuyển lùi lại lấy đà để bắt đầu hành trình. Bởi vì tàu này chạy với lại tốc độ rất là cao. Vì là nó cao nên là nó cần phải có những cái nhịp lấy đà. Thì thưa với các bác là theo dự báo thì chắc khoảng 2 tuần, tuần mùng 3 tháng 7 và tuần tiếp theo, tức là 2 tuần đầu của tháng 7 là 2 tuần lấy đà. Sau 2 tuần lấy đà này thì thị trường của chúng ta sẽ bước sang một cái chu kỳ mới. Nhưng mà đây cũng chỉ là cái dự báo sớm, còn cái việc mà nó lấy đà bao lâu, cụ thể như nào thì chúng ta cần phải thêm thông tin và thêm thời gian. Thì tại ga Nha Trang, chúng ta sẽ theo dõi xem là cái quy trình lấy đà nó sẽ là như thế nào. Thì tạm thời thì chúng tôi thông báo với các bác anh chị như vậy.